em đó, em bỏ cái thói ăn hiếp chồng đó đi nha. Còn một lần nữa là tôi trả về nơi sản xuất gán chịu à. Cái gì mà hung dữ quá trời hung dữ. Ngày mai mấy thằng bạn nó lại chơi đó, coi đi chợ mua mấy món về đãi mấy nó một bữa đi, nghe không? Dạ. Rồi còn cái sân nữa kìa, mai nhà cửa có khách rồi nó sân dơ ậy à, coi không lấy quét sân luôn đi. Dạ. Sẵn cái xào đồ còn nhấp đồ ngoài gà đem vô xếp luôn đi. Dạ. Trời ơi, ở nhà làm gì mà đồ rớt tùm lum hết trơn vậy trời. Còn cái toilet đâu rồi? Cặp cái về sớm vậy trời. Cái gì vậy em? Ông làm gì vậy? Chống cái đồ đẹp rất tùm lum không hay chơi vậy? Có làm gì đâu. Không làm gì mà không hay. Đồ khô hết trơn kìa, lấy vô ship đi. Ừ, để đó anh ship cho. Ủa, mới về hả chồng? Ăn cơm không? Anh dọn. Thôi, em ăn mình đi. Anh mệt lắm, vô anh ngủ xíu. Ông này mấy hôm nay kỳ kỳ đó. Về tới nhà là không ăn cơm. Kiểu này ăn cơm nhỏ nào. Anh ơi, mày vậy? Giờ anh điện với nhắn tin hỏi anh nào về nè. Điện mất máy xíu vậy em trả lời. Rồi đi đâu tới giờ này mới về vậy? Đi nhậu. Mà xỉn quá anh ngủ tại chỗ của anh tới giờ này mới về nè. Hay quá ha, bữa nay còn nói với tôi nhậu còn ngủ tại chỗ nữa. Ghế không quá anh rồi. Anh đi nhậu tới giờ này mới về là tại em đó. Không tại em là anh về 8 năm rồi. Làm gì đại tôi? Vì đang nhậu. Mấy nó nói giờ nào xấu nhất thì đó về trước. Anh đâu có chịu. Gần sao? Hiện ngồi anh nhậu hoài. Quắt từng câu luôn. Anh ngủ tại chỗ luôn. Tới giờ này mới về. Trong cái tâm trí của anh á, vợ anh lúc nào cũng là đẹp nhất hết á, hiểu không? Anh đâu có chịu vợ anh xấu. Hồi ơi. Thôi vô nhà đi, em nấu nước cho tắm. Bữa nay ông nói rõ ràng cho tôi nghe, ông không rõ ràng với tôi hay là tối nay ông ngủ ngoài đường đi. Nói gì là nói vậy, khùng khùng hay vậy? Hồi đó giờ ông lên giường bao nhiêu con rồi? Em hỏi gì kỳ vậy, có mình em chứ ai nữa. Vì sao tôi đi đầu trên tới đầu dưới ai cũng nói ông lên giường tùm lum hết trơn á. Ai nói? Rồi ông đi đâu vậy? Đi kiếm mấy cái người nhiều chuyện đó nói cho ra lẽ chứ gì. Hỏi kiếm, ở xóm này ai cũng nói ông như vậy hết trơn á. Trời ơi trời, giết em là vợ anh mà em cũng tin anh luôn hả em? Anh thề luôn là từ đó tới giờ có một mình em là anh lên giường thôi. Ừ, không có là thôi. Còn nhiêu là bụi lùm nè, bụi chuối nè, đống gom nè. Mới muốn chết có được lên giường đâu. Xin vĩnh biệt cô. Đang làm gì em? Đang làm công chuyện không thấy sao hỏi anh. Anh ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ủa mà sáng mua phở ở đâu ngon dữ vậy? Tiệm mới mở ngoài đầu đường á, có 10.000 à. Cái gì? Phở gì có 10.000 vậy? Thì nhà mình có thịt bò rồi, ra ngoài em mua tô phở không 10.000 rồi về anh bỏ thịt bò vô ăn. Vậy cũng được nữa hả? Hay chạy. Có gì nữa vậy trời? Đi ăn phở gặp ông nội ăn phở bị khùng chứ gì? Khùng là khùng sao? Kiểu này đi ăn đánh chứ ăn phở gì? Anh chạy ra tiệm phở á, anh vô anh hỏi ông tô nước phở nhiêu tiền. Ông nói 5.000. Anh mới chạy ra xe anh lấy bịch bánh phở với bịch thịt bò. Anh chạy vô anh kêu ổng làm anh tô. Ổng kêu một con ra quánh anh vậy nè. Ông mấy khùng á. Trời ơi. Ủa anh đi đâu vậy anh? Anh chạy qua nhà bạn lấy đồ. Chứ gì em? Có đi ngang chợ không? Có luôn. Sẵn ghé mua giùm em cái bánh pizza luôn nha. Đói bụng quá à. Ừ, để anh chạy ra ngoài coi còn bán không. Ủa mà cắt làm 8 hay làm 4? Thôi làm 8 đi ha. Cắt chi dữ vậy? Thì cắt làm 8 cho nó nhiều, ăn cho nó no chứ làm chi. Trời ơi, anh khùng hả? Em đang giảm cân, cắt làm 8 ăn sao hết, cắt làm 4 thôi.
Hay là mình đẻ thêm đứa nữa đi anh. Em thấy có một đứa chưa đủ. Sau này tự nhiên đòi đẻ thêm đứa nữa. Thì đẻ thêm đứa nữa mà lỡ sau này hai đứa mình có dạ, hai đứa nhỏ nó tính với nhau được. Em mới tào lao đó. Nói chuyện không có biết tính toán gì hết trơn. Mình mà đẻ hai đứa chừng nữa mình mà già, thằng lớn nó kêu rút bình oxy đi, thằng nhỏ đường nào nó cũng đồng ý hết trơn. Còn thí dụ mà mình đẻ ba đứa đi, thằng thứ ba nó nói để đó em rút cho, thấy ghê không? Mình có một đứa được rồi, có gì nó do dự, nó chưa quyết định được, mình còn sống thêm được vài ngày nữa, hiểu không? Bởi vậy không hiểu gì chứ.